Đến với thị trường Việt Nam theo một cách không thể bất ngờ hơn, tất cả những sản phẩm Great Magic đều mang đến cho chúng ta những cái sự bất ngờ giống như cách chúng đến thị trường Việt Nam vậy. Và năm vừa rồi không ai tin rằng những cái sản phẩm Great Magic 6 sẽ được bán chính hãng. Và đến năm nay, để tiếp nối thành công của những sản phẩm Great Magic 6, Great Magic 6 Pro, chúng ta có Great Magic 7. Đây là một trong những sản phẩm vô cùng đặc biệt và mình muốn mang đến cho các bạn một bài đánh giá chi tiết về nó. Great Magic 7 có xứng đáng là ông vua trong phân khúc chơi game loanh quanh là khoảng dưới 20 triệu đồng hay không? Hãy cùng làm rõ trong video ngày nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Nếu như nói về những cái sản phẩm điện thoại chơi game thì Red Magic 7 đến từ ZTE Nubia nó cho mình một cái sự đột phá. Các bạn sẽ có một mặt lưng kính trong suốt để lộ ra với cái quạt tản nhiệt 7 sắc cộng hồng RGB chất lừ luôn. Và xung quanh mặt lưng thì Red Magic 7 được in lên thông số. Đó là con chip Snapdragon 8 Gen 1 với công nghệ tản nhiệt là Ice 8.0 kèm theo camera 64MP AI cùng nhiều điều khác nữa. Điểm xuyết ở những cạnh bên cũng như là phần mặt lưng, chúng ta sẽ thấy những khe hút nhiệt. Và cái phần viền này nó cũng sẽ được làm vuông vắn, cứng cáp. Tuy nhiên rằng nó sẽ được bo tròn ở bốn góc và những cái góc này nó sẽ hơi lồi ra một chút để giúp cho các bạn tránh được hiện tượng là bị cấn tay trong quá trình sử dụng. Và quan trọng hơn cả đó chính là hai nút trigger được đặt hai bên. Tất nhiên là chúng ta sẽ có đầy đủ những phần khác, ví dụ như là mic thoại hay là jack cắm tai nghe 3.5. Các bạn có thể thoải mái sử dụng những cái loại tai nghe, tránh bị cái độ trễ cao khi mà chơi những tựa game như là FPS hay là game sinh tồn. Và ở cạnh đáy chắc chắn chúng ta sẽ có USB Type-C. Nói chung là để mà nói về cái sản phẩm điện thoại này thì cá nhân mình thấy là không khác biệt quá là nhiều so với cái phiên bản Red Magic 6 của chúng ta năm ngoái. Thế nhưng mà cái điểm đặc biệt nhất là chúng ta đã có được một cái mặt lưng nó đẹp thật sự luôn các bạn ạ. Bao ngầu luôn. Và cá nhân mình đánh giá đây là một trong những cái mặt lưng gaming đẹp nhất ở thời điểm hiện tại. À quên, chúng ta còn có thêm một cái nút để các bạn có thể kích hoạt gaming mode. Về màn hình thì Red Magic 7 được trang bị một cái tần số quét là 165Hz và tần số lấy mẫu cảm ứng là 720Hz. Đây sẽ là màn hình 6.8 inch các bạn nha. Rất lớn, nhưng mà độ phân giải của màn hình chỉ là Full HD Plus mà thôi. Và nó sẽ không hỗ trợ đồng bộ tần số quét tự động. Các bạn sẽ chỉ có thể thay đổi ở trên một vài ứng dụng hỗ trợ tần số quét thấp hơn mà thôi. Về cái chất lượng hiển thị thì mình cảm thấy rằng màn hình này khá là sắc nét. Nó không quá rực rỡ như là những hãng khác tinh chỉnh. Nhưng mà người dùng có thể điều chỉnh màu sắc theo ý muốn nếu như mà quá nhợt nhạt. Và với cái tấm nền như thế này thì mình nghĩ là không có gì để chê cả. Trong toàn bộ quá trình mình chơi game, rất dịu mắt, rất thoải mái. Và đặc biệt nhất là với những tựa game cần phải có một cái trải nghiệm thực sự tinh tế thì độ tương phản của chiếc máy này rất cao. Âm thanh của chiếc máy này thì khá là ổn, to, rõ với loa kép stereo. Tuy nhiên, có một cái vấn đề đó là giải bass lại khá là thiếu. Nên là những cái bản nhạc EDM không thực sự ổn nếu các bạn sử dụng bộ loa này. Và nó cũng ảnh hưởng một chút đến cái trải nghiệm gaming của các bạn. Nếu như các bạn sấy súng, các bạn cần có nhiều những cái tương tác tốt hơn. Với cái bộ loa này thì mình nghĩ là các bạn không cảm thấy thực sự sống động trên bộ loa này đâu. Snapdragon 8 Gen 1 là con chip được trang bị trên đây. Đây là con chip mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại nếu như chúng ta chưa nói đến Snapdragon 8 cộng Gen 1 vừa mới được giới thiệu. Chúng ta sẽ có RAM đến là 18GB và bộ trong là 256GB, UFS 3.1 và đây là cấu hình khủng nhất ở thời điểm hiện tại bán chính hãng ở Việt Nam. Những cái bài benchmark khó có thể làm khó được chiếc máy này. Hãy điểm qua một vài những cái bài kiểm tra chuẩn của Relab nha. Đầu tiên là AnTuTu Benchmark. Red Magic 7 dễ dàng vượt qua bài này với con số là 1 triệu điểm mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Tiếp theo là Geekbench 5 với điểm đơn nhân là 1239 trong khi điểm đa nhân sẽ là 3666. Và với 3DMark Wildlife Stress Test thì chiếc máy cho số điểm cao ngất ngưởng đó là 10069 điểm trong khi cái điểm thấp nhất là 8314 điểm và độ ổn định lên đến là 82%. Chưa hết nha. Khi test throttling 15 phút, chiếc máy còn giữ được 90% ở độ ổn định và cái bí kíp mình sẽ để ở phần sau để chia sẻ thêm cho các bạn. Nhưng mà cái điểm số cao đến như vậy thì các bạn cũng phải lưu ý, các bạn đã từng xem TikTok của Thành Thật Thà đúng không? Khi mà các bạn stress test thì cái con số của cái phần nhiệt được thoát ra ở quanh cái cụm camera nó có thể lên đến là 60 độ C cơ. Chúng ta bắt buộc phải đánh đổi thôi. Nhưng đây không phải là một bài test quá thực tế khi mà nó chỉ là bài đánh giá về benchmark mà thôi, không nói lên quá nhiều điều. Để mà nói về gaming thì trải nghiệm chơi game trên đây là quá dễ dàng. Genshin Impact trên chiếc máy này hoàn toàn có thể đạt được ở cái thiết đặt cao nhất. Và nó vẫn rất đều ở 59-60fps. Mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến PuffDog đã đồng hành cùng mình trong cái phần test này. Các bạn nào là game studio hay là những reviewer giống mình muốn test những tựa game thì hoàn toàn có thể tham khảo PuffDog với những cái phần test game không lệch đi đâu được. Và các bạn đều thấy rằng với một cái FPS nó đều chằn chặn đến như vậy, không hề bị bóp sung một chút nào thì đây là một trong những con chip 8 Gen 1 ngon nhất ở thời điểm bây giờ. Không có đối thủ. Và thậm chí nếu các bạn so với nhiều sản phẩm đang chạy những con chip hàng đầu khác ví dụ như là A15 Bionic chẳng hạn
thì đây là con số tương tự nhau mà thôi. Để đạt được một cái sự ổn định thế này, chủ yếu là nhiều hệ thống tản nhiệt Ice 8.0 của chính Nubia Red Magic. Chúng ta có hệ thống tản nhiệt buồng hơi cùng quạt tản nhiệt siêu mát với tốc độ là 20.000 vòng một phút. Và tất nhiên, để duy trì cho mức này thì nó được đẩy TDP lên mức là 135W. Một hệ thống tản nhiệt khủng thế này thì là rất cần thiết. Cái quạt tản nhiệt này cũng được điều chỉnh theo chế độ tản nhiệt thông minh, là mát nhanh và phù hợp với nhiều loại tác vụ sử dụng. Nhưng tất nhiên, quạt chỉ có thể bật và duy trì khi bật màn hình, chứ không duy trì khi tắt màn hình. Đây là cái điều mà các bạn cần lưu ý. Vậy thì cái nhiệt nó tỏa ra là như thế nào? Mình phải nói là ở trong những cái phần nó tỏa nhiệt ý, thì nó sẽ loanh quanh là khoảng 46 độ C với chế độ trung bình 60 FPS của Genshin Impact. Cái điều này thì nó là tương đồng với những cái sản phẩm iPhone các bạn nha. Và bởi vậy, nếu như các bạn nào còn đang lo lắng về cái việc là con này nó có chơi game kém hơn iPhone về cái sự ổn định cũng như là sự mát mẻ hay không, thì mình hoàn toàn nói là không. Bởi vì nó ổn định ngang bằng, nó mát ngang bằng, còn chưa kể nó không có những cái vấn đề liên quan đến giảm sáng, bởi vì cái khả năng tản nhiệt tuyệt vời như thế này. Camera, chúng ta sẽ có 3 cụm, với cái cụm chính là 64 megapixel, khẩu độ f1.8, có chống rung điện tử thôi. Và cái cụm cam góc siêu rộng lên đến 8 megapixel, cụm cam macro 2 megapixel. Nhưng thực sự mà nói thì camera của Red Magic 7 hay đa số những cái sản phẩm gaming thông thường, nó chỉ là chống cháy mà thôi. Nếu các bạn chụp ảnh đủ sáng, các bạn sẽ thấy rằng Nubia Red Magic 7 cho chất ảnh tạm ổn, đủ nhìn. Thế nhưng mà chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng một chút thì nước ảnh sẽ hơi kém sắc, xử lý màu khá là kém. Mọi chuyện thì sẽ kém hơn nữa nếu như các bạn chụp ảnh chân dung, ảnh bị lẹm trong quá trình sử dụng và chụp trông khá là giả chân. Còn với camera selfie thì chiếc máy này cho ra bức ảnh khá là ổn, rõ ràng, không dỗ mặt, không bị gài mặt. Nói chung là mình thấy rằng để mà nói về camera trên Red Magic 7 thì mình vẫn không quá là ưng. Tóm lại là nó làm được ổn, nhưng để tốt trong tầm giá này thì đây không bao giờ là lựa chọn tuyệt vời cả. Hãy nói về pin mà sạc đi. Nubia Red Magic 7 được trang bị viên pin 4500 mAh, một dung lượng pin phải nói là quá khiêm tốn để cho chiếc máy này có thể duy trì. Mình sử dụng được khoảng 4 tiếng on screen là hết pin, bởi con chip 8 Gen 1 này nó luôn luôn được đẩy hiệu năng lên cao nhất. Và đổi lại, chúng ta sẽ có sạc nhanh 65W, chuẩn là PD. Mình hơi tiếc là thị trường quốc tế chúng ta không được sử dụng sạc 120W, thế nhưng mình nghĩ rằng 65W là quá đủ rồi. Nhưng các bạn không cần phải quan tâm đến điều này, bởi vì bản thân chiếc máy này có khả năng sạc nhánh. Anh em nào chơi game mà không muốn nong máy có thể sử dụng chức năng này để lấy nguồn trực tiếp. Khi mà bấm vào cái phần đó, Charge Separation, nó sẽ nhận ngay cái nguồn sạc và tín hiệu từ nguồn sẽ làm tốt hơn thế. Ok, đó là toàn bộ những cái phần mà các bạn cần lưu ý về sản phẩm này. Vậy thì đâu là điểm yếu của chiếc Red Magic 7? Nubia Red Magic 7 sử dụng Red Magic OS 5.0 dựa trên nền Android 12. Và đây là phiên bản OS tối giản hoàn toàn, chủ yếu còn một vài ứng dụng của Google và một vài phần mềm riêng của Nubia mà thôi. Tuy nhiên thì mình thấy Red Magic OS có một cái điểm trừ cố hữu mà đến từ những cái đời Red Magic 6 nó vẫn còn gặp phải. Đó là cái việc việt hóa những cái chức năng và ứng dụng. Rất nhiều phần mềm và ứng dụng bị dịch sai theo cái cách khá là buồn cười. Ví dụ đi, với widget bật tắt quạt nhanh, Game Fan khi mà di chuyển sang tiếng Việt nó lại đổi thành người hâm mộ trò chơi. Và ngoài ra, những cái chiếc điện thoại như thế này thì sẽ được thiết kế cổng sạc ở cạnh viền dưới. Mình mong rằng chúng ta sẽ có một cái cổng sạc ở cạnh viền bên chứ không phải cạnh viền dưới, để các bạn có thể cầm nắm chơi game tốt hơn ngang như thế này. Và cái điều này nó khiến cho khi các bạn cắm sạc vào ấy, các bạn sử dụng chế độ Charge Separation thì nó sẽ hơi bất tiện một chút trong quá trình cầm nắm. Đặc biệt là những cái tựa game cần thao tác liên tục, ví dụ như là PUBG Mobile. Có một cái điều nữa mà mình cảm thấy rằng không thực sự quá tốt, đó là cái cảm ứng với hai cái nút trigger này. Thực sự đến thời điểm bây giờ, nếu như một hãng mà họ không làm cái phím trigger nó là vật lý, thì với những phím trigger cảm ứng thế này thì chúng ta cần có một cái trải nghiệm 3D hơn một chút để có thể rõ ràng bấm hơn. Phím trigger ở đây đa phần là không nâng cấp quá là nhiều so với Red Magic 6, và mình cảm thấy không thực sự thực tế, không thực sự giống thật khi mà bấm lên đây. Cá nhân mình mong chờ rất là nhiều về cái phím trigger này. Chúng ta cũng không có quá là nhiều những sự lựa chọn vuốt, chạm, bấm trong, bấm ngoài như một vài những cái sản phẩm gaming phone khác. Và bởi vì thế nên là cái phím trigger trên đây nó chỉ là một cái lựa chọn tốt hơn mà thôi. Nó không nâng cao quá là nhiều những cái trải nghiệm của một chiếc gaming phone lên cho các bạn đâu. Và sau tất cả thì Red Magic 7 sẽ mang lại cho bạn những điều gì? Mình phải khẳng định với các bạn rằng đây là một trong những chiếc máy tốt nhất ở thời điểm hiện tại để mà nói về khả năng chơi game ổn định, nhiệt độ mát mẻ đến từ những sản phẩm Android. Thật khó để tìm thấy một chiếc điện thoại thứ hai nào làm tốt như thế này. Quá ổn định luôn các bạn ạ. Và nếu các bạn nói đây là cái khả năng tối ưu của iOS ở trên nền tảng Android thì cũng không ngoa một chút nào. Thêm vào đó, đây là một chiếc điện thoại rất rất đẹp,
Thế nhưng mà nó vẫn còn những cái điểm yếu. Ví dụ như nếu các bạn cần một cái sản phẩm chơi game ổn định thì các bạn không phải nghĩ rồi. Nhưng các bạn cần một cái sản phẩm nó hoàn hảo, có cả chụp ảnh tốt, có cả camera xóa phông, có cả camera chống rung, thì đây chưa phải lựa chọn tốt nhất của các bạn. Và thêm một điểm nữa, mặc dù nó rất đẹp như thế này, nhưng cá nhân mình thấy rằng những cái trải nghiệm sâu hơn về game mình, ví dụ như là phím trigger thực sự tốt này, ví dụ như là có một cái phần sạc ở cái phần viền thế này này, để các bạn có thể thoải mái trải nghiệm tốt hơn, thì đây vẫn chưa phải là một chiếc điện thoại quá tuyệt vời. Tóm lại, nếu các bạn chỉ quan tâm về hiệu năng, sự ổn định, thì đây sẽ luôn luôn là lựa chọn hàng đầu.